Cụ thể hiện nay, người dân đóng phí bảo trì đường bộ với xe máy được giao cho một tờ biên lai chứng nhận, nhưng tờ biên lai đó lại rất mỏng và khó bảo quản, cũng như rất bất tiện khi mang theo người. Lực lượng chức năng rất khó để dựa vào tờ biên lai này, kiểm tra và xử phạt những đối tượng chưa đóng phí bảo trì đường. Do chưa có chế tài xử lý đủ mạnh, nên nhiều người dân vẫn chây ý trong việc đóng phí. Cử tri đề nghị thành phố xem xét có thể dùng hình thức dán tem đối với những xe đã đóng phí và có chế tài xử phạt tương xứng đối với chủ phương tiện chưa đóng phí. Bên cạnh đó, cử tri đề nghị thành phố xem xét để quy định về việc đóng phí bảo trì đường bộ đối với xe gắn máy phù hợp với thực tế hơn.